Hello, xin chào anh chị các bạn nha. Chào mừng quý chị và các bạn mình đã đến với kênh ô tô miền Nam nha. Thì hôm nay Hảo sẽ xin giới thiệu cho anh chị về một cái dòng xe khách Hyundai 47 chỗ, Hyundai Exito bản B nha quý chị, phiên bản đủ nha. Thì phiên bản đủ nó sẽ là kính liền nha, kính liền nè. Hệ thống đèn của nó và mặt ca lăng nó cũng thay đổi thiết kế nha quý chị. Hệ thống đèn là đèn LED nè, có giải đèn mí vào ban ngày, và đặc biệt thì mặt la răng nó thay đổi hiện đại hơn, đẹp hơn để phù hợp cho quý chị mình nha. Và bây giờ về ngoại thất á, ngoại thất thì nó hầu như về thân xe và những khung gầm được thiết kế từ chuẩn nhà máy Hyundai, như là khung gầm monocoque nguyên thân xe và được nhúng qua 12 bể sơn. Đó là một cái tính năng mà về cái lớp sơn cũng như là thân xe của Hyundai có cái sự ổn định trước giờ rồi. Về phần mâm xe, mâm vẫn là mâm nhôm nha quý chị, và xe được sử dụng cái lớp là lớp Michelin nha. Về cái xe khách thì về cái độ im, cái độ giảm ồn thì trên con xe Univer được xem là một cái chuyên cơ mặt đất cho quý chị mình khi mà chúng ta chạy khách hàng đi tour, đi tuyến hay là chở cán bộ công nhân viên nha. Hệ thống khung gầm được trang bị là 6 bầu hơi nha quý chị, 6 bầu lớn nha, giúp con xe ổn định hơn khi đi qua những cung đường xấu, những cung đường đèo, cung đường dốc. Còn về cái hầm xe, nó sẽ được trang bị là 3 hầm lớn nha. Đây, hầm xe được trang bị là 3 hầm lớn hết nha quý chị. Đó, hai bên mỗi bên là 3 hầm, hai bên là 6 hầm nha. Và cái động cơ xe nó sẽ được đặt ở phía sau. Thì bây giờ Hảo sẽ lấy chìa khóa mở cho quý chị mình xem về cái động cơ xe nha. Còn về lối đi thì nó sẽ được trang bị, xe khách mà, được trang bị một cửa và xây bằng hơi nha quý chị. Đó, xây hơi nha. Ok, một lát nữa Hảo sẽ quay về cái nội thất cho quý chị mình xem. Này, đóng mở là bằng hơi hết nha. Và phía sau xe là cái khối động cơ. Đối với một cái dòng xe khách mà 47 chỗ á, thì động cơ nó sẽ được đặt ở phía sau. Đó, hệ thống đèn sau nè cũng được thay đổi là đèn U mẫu mới, khá đẹp nha quý chị. Đó, những cái băng, những cái dải LED khá đẹp. Chị mình mở cái cốp sau lên nha. Đây, động cơ lần này thì được trang bị cái khối động cơ D6CK. Máy là máy 3800 nha quý chị, hay là quý chị mình gọi là máy 380 mã lực nha, là máy 3800 đó. Động cơ xe thì vẫn giữ nguyên. Đó, về động cơ 6 máy 6 xi lanh thẳng hàng, động cơ Hyundai nha quý chị. Nó sẽ có lốc lạnh riêng nè, máy nén nè. Đó, hệ thống làm mát nè. Phía sau hầu như thì về những cái phần này thì thiết kế nó khá là ok rồi, nên nhà máy vẫn giữ nguyên. Chỉ thay đổi là thêm một số tính năng như là có cảm biến sâu nè, camera sâu nè. Đó, là một số tính năng mà nhà máy được trang bị thêm cho quý chị mình nha. Rồi, ok, Hảo sẽ phá lại. Rồi, bây giờ Hảo sẽ mời quý chị mình tiến vào phía trên, mình xem về cái phần nội thất bên trong xe. Đặc biệt lần này nhà máy có rất là nhiều sự thay đổi về phần nội thất nha. Bây giờ Hảo sẽ mời quý chị mình vào trong bên khoang cái nội thất. Về cái phần cửa xây điện thì quý chị mình có thể là chỉnh được cái lực nhanh hoặc là chậm của cái cửa nha. Đó, đầu tiên thì cái bật bước lên nè, này ba bật nha quý chị. Này, có lót sàn, có ghế dành cho phụ xe đi theo. Rồi, đầu tiên thì sẽ ngồi vị trí ghế tài xế, một cái vị trí mà điều khiển xe. Nãy bây giờ Hảo sẽ khởi động động cơ lên nha. Và trên xe thì cũng lên được một cái công tắc ngắt và mở mát nè. Rồi, bật chìa khóa, có một số tính năng như là mở tivi nè, mở đèn gầm nè, mở đèn sáng tối nè. Đó, và một số tính năng như về đèn bên trong xe. Bây giờ Hảo sẽ khởi động mở máy lạnh trước nha. Ok, cái dàn lạnh thì được trang bị là bên tay trái bắt tay nha. Bây giờ sẽ mở dàn lạnh lên và set cho cái nhiệt độ nó sẽ phù hợp hơn nha quý anh chị. Bây giờ Hảo sẽ chỉnh là 26 độ. Đó, dàn lạnh Hyundai lạnh khá sâu nha. Giờ Hảo sẽ mở hết hệ thống đèn lên nè. Đây, này đèn chuyển màu, chuyển màu đó, chuyển màu phía trước nha. Công tắc đèn theo nhạc nè. Này, công tắc mở nguồn điện nè. Đó, rất là nhiều hệ thống. Đóng cửa nè. Ok, ghế trên xe, ghế tài là ghế hơi rồi nha quý vị. Đây, ghế hơi nha, ngồi khá là im luôn. Những anh mà đi xe ghế dạng ngồi này khá là im nha. Đó, ghế tài xế khá im luôn. Có thể là chỉnh được nặng nhẹ nè. Đây, nặng nhẹ nè. Ok,
số thì xe được trang bị cái khối động cơ D6 CK, thì nó sẽ đi kèm theo đó là cái hộp số là 5 cấp nha quý anh chị. Đó. Nó còn một phiên bản nữa như đời trước thì sẽ sử dụng hộp số 6 cấp. Ok. Rồi. Rồi vị trí ghế tài xế thì Hảo sẽ giới thiệu về nội thất cho quý anh chị. Về cái khoang hành khách phía sau sẽ được trang bị là 45 ghế ngồi, và cộng kèm theo đó một ghế tài xế và một ghế của phụ xe. Phía trên thì cũng được trang bị theo hai hàng kệ đi dọc nè. Phía trên lối đi thì cũng được trang bị một hệ thống đèn led đó, đèn trần phía trên, và có dải led cặp bên hai kệ đó. Này mình có thể là mình chuyển màu được nha, để cho nó đẹp hơn. Còn về cái phần phía sau, đây là một con xe được xem là chuyên cơ mặt đất, nên là cái động cơ được đặt phía dưới của hàng ghế sau. Nhưng mà về cái đầu ồn khá là im luôn nha quý anh chị. Này một cái dòng xe mà khá là im luôn. Ghế ngồi rất là thoải mái luôn, ghế là ghế chuẩn. Xe U mà, cái bộ ghế là rất là chuẩn luôn. Đó, tay cầm khá là chắc luôn nè. Đấy. Đó. Về cái mẫu ghế này thì ghế da xịn nha quý anh chị. Đó. Rồi, quay lại phía trước nè. Thì mỗi sau một cái lưng ghế á đều trang bị là tay nắm nè, móc để đồ nè, để cốc nước nè, ngăn để những cái mặt nhỏ gọn nè, đây gác chân nè, đó cái gác chân là bằng nhôm nha, đây mỗi ghế đều có trang bị một cái gác chân hết nha. Và ở cái phiên bản này thì được trang bị thêm là một tivi nữa nha quý anh chị, một cái tivi chúng ta có thể là xem phim giải trí trong suốt hành trình khi mà di chuyển trong xe trước khi tới điểm đến. Và nhà máy cũng được trang bị cho thêm quý anh chị mình một cái tủ lạnh. Đây, tủ lạnh này có thể là để nước suối nè, để khăn lạnh nè. Đó, đầy đủ trên này hết nha. Một cái tủ lạnh mà được trang bị sẵn theo xe luôn. Và phía trước mỗi cái hàng ghế, đây, bên hông cũng có một cái cổng sạc nha. Và cái cổng sạc này là cổng sạc USB. Đây, hai cổng USB 3 chấm. Đó, khá là ok luôn. Đó, thì Hảo sẽ kết thúc video clip lại đây. Quý chị nào mình có nhu cầu dự định mình đầu tư một con xe 47 chỗ thì có thể liên hệ trực tiếp qua cho Hảo qua số điện thoại 0908 965 300. Và Hảo xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị mình ở một video clip lần sau nhé. Rồi, xin chào.